Đây là nồi gà luộc và đã được tắm gia vị. Theo phong cách của Phnom Penh. Và khi được dớt ra thì cô chủ quán sẽ dùng tay xé hoặc là dùng dao chặt vào. Đây là thủ đô Phnom Penh của đất nước Campuchia. Đây, các bạn có thể thấy chúng ta đang ở ngã tư giữa đường 441 và đường Yugoslavia là đường số 214. Chúng ta sẽ thưởng thức món cơm gà Campuchia. Đây là ngã tư giữa đường 141 và đường 214 của thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức món ăn ngon ở đây. Cô chủ quán bán hàng đang sắc cà chua và cả dưa leo. Đây là mắm chấm. Cô bé đang múc cơm. Cơm này được nấu sẵn giống như cơm Việt Nam thôi. Mở hành phi. Đây là cái quầy vừa thấy rau vừa có bánh mì vừa dưa chua. Đấy, dưa chua của người Kem là như thế này. Và đây là cái trứng chả thịt xì đầu bếp. Đây đây. Đây là nồi canh. Nồi canh ăn kèm với cơm của quán cơm gà tại Phnom Penh. Quán người Phnom Penh đang múc canh. Bên cạnh nồi canh sẽ là cái nồi thịt kho trứng. Đây là một dĩa cơm gà. Cơm gà Hải Nam. Đây, Hải Nam của người Kem. Có Long An hả? Đây là mấy anh khách du lịch của Việt Nam mình qua Campuchia. Thêm mấy gì em? Du lịch tôm thêm. Thêm 3 cái đi. Thêm 3 cái đi. Tối nay mình ăn ở một bên luôn rồi. Dạ. Dạ 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 dạ. Bây giờ chủ quán đang đăng ký thêm cho khách. Quán này rất là đông. Cơm gà Hải Nam của Phnom Penh thì rất là được mọi người ưa chuộng.
nơi đây sẽ có cơm gà ở Phnom Penh, sẽ có một cái tủ để mà ngâm rửa và cũng như là làm sạch nước nóng để là ngâm rửa và làm sạch cái dụng cụ ăn uống, rất là sạch sẽ, được đun nóng liên tục từ ly cho đến chén và cả muỗng nữa. Đây là phục vụ của quán đang mang cơm gà cho khách. Quán ở đây rất là sạch sẽ, rất là gọn gàng, cái gia vị được để lên bàn và nhân viên cũng rất là nhanh. Quán rất đông. Ngoài cái sảnh ăn mở như thế này sẽ là phòng máy lạnh dành cho các gia đình để người thích ăn trong phòng máy lạnh. Đây các bạn có thể thấy rất là mát, có thể ăn và gọi như phần để mang về cho người thân hoặc là bạn bè. Chị Nguyên thấy khách vào là sẽ chuẩn bị những cái đũa đĩa sạch sẽ được hâm nóng đi tục như thế này. Đây là ông chủ. Đây là một gia đình nhớ ăn cơm gà. Những nhân viên rất là nhanh. Đây là ông chủ đang tính tiền cho đêm khách du lịch tại Việt Nam qua. $22 chứ. Là bao nhiêu đây? 87.000 đô. Đây là mắm chấm và dưa chua của Việt Nam ăn kèm với cơm gà Phnom Penh đây. Thì nhân viên đang chào những cái gia vị, những cái trái xiêm của người Việt chứ. Đây là dĩa cơm gà chiên khách gọi, đây là dĩa cơm gà luộc khách gọi. Nhân viên đang mang cho khách. Ba này. Quán rất là rộng và mát, có cả phòng lạnh nữa. Khách liên tục ra vào. Đây là nồi gà luộc và đã được tắm gia vị. Theo phong cách của Phnom Penh. Và khi được dớt ra thì cô chủ quán sẽ dùng tay xé hoặc là dùng dao chặt ra. Giờ cô chủ quán bán hàng đang sắc cà chua và cả dưa leo. Đây là mắm chấm. Cô bé đang múc cơm.
cơm đây được nấu sẵn giống như cơm Việt Nam thôi. Mỡ, hành phi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.